Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn clamp một con tục 250 tốc cần có ký hiệu là Nero nha bạn. Con này chạy trên nền tảng BIMBY Smart Chain nha bạn. Thấy dự án này khá là ngon các bạn. Dự án này theo thông tin của nó là sẽ list trên sàn, hiện tại đã list sàn Bankake Swap rồi các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn copy phần link dưới mô tả video mình, các bạn mở địa chỉ chocolate của mình ra nghe các bạn. Tất cả các bạn chọn mạng BIMBY Smart Chain nha các bạn. Các bạn chọn cho một dash nè. Các bạn dán vào nha các bạn. Rồi, các bạn bấm nút gỡ đi nè các bạn. Lưu ý nha các bạn, mỗi địa chỉ ví chỉ claim được một lần nha các bạn. Dự án này cũng không có liên ghép đến gì trên các bạn. Claim free, các bạn có thể mua từ 0.1 BIMBY nha các bạn. Minimum hold nè. Buy sell zone Twitter. Rồi các bạn nào có thể Clambery thì các bạn nhấp vào Clambery nha các bạn. Các bạn nhấp vào Clambery nè. Các bạn tốn một chút phí mạng BIMBY nha các bạn. Rồi các bạn chấp nhận điều khoản của nó nha các bạn. Các bạn bấm vào Confirm nha các bạn. Phan các bạn. Sau khi bấm vào một Confirm thì nó có một Clamp nha các bạn. Tốc cần này nó sẽ là 2 đô, 2,5 đô cho một tốc cần nha các bạn. Dự án của nó sẽ tăng lít sàn để con chắc đi wallet nè các bạn. Các bạn có thể claim airdrop nè bạn. Các bạn có thể mua từ 0.1, tổng cung của nó có 1 tỷ tốc cần để trâu. Tổng cung phần thưởng chia cho airdrop là 49.000 tốc cần nè bạn. Liquid nè, lít trên sàn Bankake Swap Liquid. Ubalancy mình chưa có gì nè. Market cap nè. Thì các bạn nào muốn Clambery thì nhấp vào Clambery nè các bạn. Các bạn tốn một chút phí mạng nha các bạn. Phí 1 BIMBY Nitro minimum hold là 0.1 BIMBY. Max từ 0.1 BIMBY lên nha các bạn. Rồi bạn bấm vào Clamp Airdrop nè. Các bạn tốn phí mạng là 0.007 BIMBY, tổng của khoảng là 0,5 đô các bạn. Có như là một ly cà phê các bạn nhịn không đi uống đi một ly cà phê rồi các bạn. Các bạn bấm xác nhận các bạn. Vì mình mua VSEL các bạn. Thấy dự án này khá là ngon các bạn. Ok, cái này video này mình sẽ claim cho tất cả các bạn để coi mình về được bao nhiêu tốc cần nha các bạn. Các bạn bấm nút chấp thuận luôn. Ok, sau khi mình đã chấp thuận mình đã về được 247 tốc cần Nitro nè các bạn. 247.500 phần Nitro. Rồi các bạn sao chép địa chỉ với chút wallet của mình nha các bạn. À các bạn hoặc có thể copy con chắc này nè các bạn. Địa chỉ người nhận các bạn copy nha các bạn. Các bạn sao chép lên nè. Rồi các bạn bắt up lên các bạn. Các bạn chọn mạng BIMBY Smart Chain này các bạn. Bạn dán vào đây nha các bạn. Còn hiện ra tốc cần Nitro mà. Rồi các bạn bấm mở ra nha các bạn. Rồi các bạn lướt xuống nha các bạn. Rồi mình đã chặn được 247 tốc cần Nitro nè các bạn. Đem qua trang BC Scam. Thì tổng cung nó cũng đúng như dáng nè bạn. Là có 1 triệu 1 tỷ tốc cần Nitro nè bạn. Hiện tại có 1042 holder các bạn. Con chắc của nó nè bạn. Còn website của nó thì đang update các bạn. BC Scam. Phan mình đợi mình qua bên trang thì mình lên sàn Bankake Swap mình check cái nó đã cho giao dịch chưa các bạn. Bạn chờ mình chút xíu nha các bạn. Mình chọn mát thì các bạn. Hiện tại nó đã cho giao dịch trên sàn, đã list trên sàn Bankake Swap mà các bạn, mà hiện tại giá là khá là thấp các bạn. Bằng 0. Các bạn có thể vô BUTT coi. Và 0.6 đô các bạn. Hồi nãy mình là 0.5, mình claim 0.5 mà mình lên xả ra trên sàn Bankake Swap thì được 0.6, mình cũng là được 0.1 đô các bạn. Nhưng mà phí ra này nọ thì mình chắc cũng hơi lỗ, mà mình chờ giá tăng nữa các bạn xả ra các bạn. Nó dự án này nó sẽ list, nó sau này nó sẽ là từ 1-2 đô cho một tốc cần đấy các bạn. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn claim tốc cần Nitro đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.